Tập 2. Anh đứng đó, anh nhớ cho kỹ đây. Anh đã nói ra lời chia tay rồi thì không còn được để rút lui nữa. Nếu không thì, em sẽ chết cho anh coi. Bây giờ em chết cho anh coi đi. Chết đi. Anh đừng có ép em. Sao vậy? Em không dám à? Em là gì hả? Em định làm thế sao? Hướng Huy. Hướng Huy. Hướng Huy à, anh có sao không vậy? Hướng Huy. Hướng Huy. Không sao. Anh cho em coi đi. Em đi đi, anh xin em đó. Hướng Huy à. Đi đi. Tuyết Nhi, tại sao cô lại phá hoại mối tình của tôi chứ? Tôi không buông tay đâu. Tôi nhất định phải chiến đấu đến cùng. Ôi trời đất ơi. Nè, con gái à, con đang làm cái gì vậy hả? Ai chọc tức con rồi phải không? Mẹ ơi, Hướng Huy phản bội con rồi mẹ ơi. Hướng Huy đã phản bội con rồi. Sao có chuyện đó được? Nhưng đó là sự thật mà mẹ. Hèn chi anh ấy không muốn kết hôn với con. Được rồi, được rồi. Không kết hôn thì thôi. Cậu ta không chịu kết hôn, đó là tổn thất của cậu ta mà. Không được. Con nhất định phải cứu vãn cuộc tình này. Con nhất định phải làm cho Hướng Huy quay trở về bên con. Đã chia tay rồi còn níu kéo làm gì nữa? Đàn ông tốt còn nhiều lắm. Con đâu cần thiết phải bám lấy cậu ta làm gì. Không thể chia tay được đâu. Con nhất định phải lấy anh ấy. Đàn ông tốt bộ chết hết rồi sao? Chỉ còn một mình Hướng Huy đó hả? Mau nhà nhà của phòng quản lý. Tại sao cô ta giảnh quả lại thân mật như vậy? Một cô gái bình thường đâu có gì xứng với anh quả đâu. Dựa vào cái gì? Này anh ơi, đừng hay quá dài. Chị Tiết. Gì coi. Ôi, thằng quả với cô gái nào vậy? Sao thân mật quá vậy? Mau nha nha của phòng quản lý. Lúc chúng ta đi đóng phí quản lý tài sản là cô ta thu đó. Hèn chi gì thấy cô gái này quen quá đi. Ở đâu có tấm hình này vậy? Con có kết bạn với một cô gái cũng làm việc trong đó. Cũng may cô kết bạn đó. Nếu không thì chúng ta không biết chuyện của anh quả và cô Mao Nha Nha này đâu. Chị Tiết, chị biết không, con không dám tin vào những gì mà mình nhìn thấy luôn. Không thể nào. Không có lý do nhanh như vậy đâu. Anh quả của con vừa mới chia tay với Hà Vũ Kỳ, sao có thể quen với cô ta được? Đúng vậy. Xét về tính cách của anh quả thì không thể nào. Tin con mới thấy kinh ngạc đó. Con nói đi. Một cô gái làm việc phòng quản lý mà thân mật với thằng quả nhà chúng ta như vậy là tại sao chứ? Tức là cô ta yêu tiền, lẳng lơ. Làm việc ở phòng quản lý đều muốn đi tìm đại gia hết. Trời, nhà chúng ta đâu có giàu có gì đâu. Sao không giàu có chứ? Nếu không giàu có sao có thể ở căn nhà to như vậy? Và còn mời được một cô gái xinh đẹp như con hả? Bởi vậy mới nói, con gái thời bây giờ thật là khủng khiếp quá. Không được, dì phải gọi điện hỏi thằng quả mới được. Ê, dì Tiết, lấy cái này đi. Bây giờ thì gọi liền đi. Chu đáo quá. Này anh yêu ơi, đừng hay quá dài. Alo. Alo. Cậu Lưu à, ngủ ngon. Mẹ muốn hỏi con điều này. Con với cô gái làm ở phòng quản lý tên... Nha Nha, Mao Nha Nha. Mao Nha Nha, có quan hệ gì vậy?
Mẹ hỏi làm gì? Làm gì là sao chứ? Mẹ là mẹ của con, hỏi một chút không được sao? Bạn thôi, bạn thôi. Bạn bè gì? Vậy, bạn bè tới mức độ nào vậy? Thì bạn bình thường thôi. Sao mẹ giống đang hỏi phạm nhân vậy? Mẹ đang làm gì đó? Con đang bận lắm, không nói chuyện với mẹ nữa, bye. Không phải, mẹ chỉ muốn hỏi. Alo, alo, alo. Mẹ còn nhiều câu hỏi chưa hỏi mà con cúp máy rồi. Anh Quả nói gì vậy gì? Nó nói nó và cô gái tên là Màu Nhà Nhà đó. Đúng 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 đúng. Với cô ta chỉ là bạn bè bình thường mà thôi. Bạn bè bình thường? Vì tiếc chị có tin không? Tin. Để dì nói cho con nghe nha. Cô ta chỉ là cô gái làm việc trong phòng quản lý tài sản thôi. Làm gì có sức hút đặc biệt. Nếu so với Hà Vũ Kỳ thì thua xa. Vì vậy con nói rất đúng đó. Cô ta chỉ một lòng muốn đi tìm đại gia nên mới quyến rũ thằng Quả đó thôi. Đúng. Thời buổi này con gái như vậy nhiều lắm. Họ làm việc ở mấy căn hộ cao cấp này chỉ vì muốn tìm đại gia thôi. Dì tiếc. Vậy tiếp theo dì dự định làm thế nào? Tùy cơ ứng biến. Hôm nay tôi kêu mọi người vào đây là bởi vì tôi muốn thành lập một cái nhóm mới. Trong vòng 3 ngày tiếp theo thì mọi người hãy giao lại công việc của mình đang làm cho người khác. Công việc quan trọng duy nhất của cái nhóm này chính là ông ấy. Đây nè, ông Anjan. 3 ngày sau tôi muốn biết được tất cả mọi thứ liên quan tới ông ta. Ông ta là ai? Ông ta làm gì? Ông ta tốt nghiệp ở đâu? Vợ là ai? Con lớn chưa? Quá trình thành công của ông ta ra sao? Đều rất quan trọng. Ông ta thích ăn gì, uống gì, chơi thể thao gì, sở thích và thói quen của ông ta. Tất cả mọi thứ tôi đều muốn biết. Con nghe rõ chưa? Con nghe rõ chưa? Dạ, dạ, dạ. Rõ rồi thì phải lên tiếng chứ. Hiểu thì phải nhanh chóng làm việc đi. Lưu Quả, mượn tiền. Ê, một câu hỏi thăm cô cũng không nói. Đã kêu tôi mượn tiền rồi mà. Cô muốn mượn tiền làm gì, cô nói đi. Anh không cần biết là tôi làm gì hết. Dù sao tôi mà có tiền rồi, tôi sẽ trả lại cho anh nha. Viết giấy nợ hay là đóng dấu tay gì cũng được hết. Tóm lại là tôi đang cần gấp lắm đó. Thôi được, tôi mượn giùm cô. Nhiều đây. Ê, chờ một chút để tôi tính nha. 60 trừ đi 30. 30. Ừ, được rồi. Tôi mượn 30. 36.455. Cái gì kỳ vậy, mượn tiền mà mượn lẻ dữ vậy bà. Được rồi, tôi cho cô mượn ha. Anh hứa rồi đó. Mượn tiền làm gì ta? Nha Nha, sao cậu lại mặc váy cưới vậy? Cậu làm vậy là có ý gì? Đồng Quả, thấy đẹp không hả? Đẹp lắm đó. Sao có thể không đẹp được chứ? Cậu nói đi, nếu Hướng Quyền nhìn thấy mình mặc áo cưới như vậy á, thì ảnh có hồi tâm chuyển ý hay không? Nha Nha, trong đầu cậu đang nghĩ cái gì vậy? Anh ta đã phản bội cậu rồi mà sao cậu còn nghĩ tới anh ta nữa? Mấy hôm nay mình vẫn luôn tự trách bản thân mình. Có lẽ là vì mình và Hướng Quy ở bên nhau một khoảng thời gian khá dài rồi, tất cả đều trở thành một lẽ đương nhiên. Mình bắt đầu không coi trọng anh ấy, không ăn diện nữa, không dung dáng cho mối tình của chúng mình nữa. Đồng Quả, mình tìm được vấn đề mấu chốt rồi. Mình tin là chỉ cần bắt đầu từ bây giờ, mình nỗ lực thay đổi bản thân mình, nỗ lực dung dáng lại cuộc tình của tụi mình, mình sẽ có thể có được trái tim của Hướng Quy một lần nữa. Nha Nha, cậu có nghĩ tới chuyện có lẽ Hướng Quy anh ấy thật sự không còn yêu cậu hay không? Có nghĩ tới, nhưng ít ra
mình có nỗ lực níu kéo cuộc tình này. Nếu như không thành công thì ít ra mình cũng không hối hận nữa. Nha nha, Hướng Quy thật sự yêu người khác rồi. Hành động thân mật của họ bộ cậu quên hết rồi sao? Đồng quả, cậu không hiểu rõ Hướng Quy. Cậu thấy bình thường anh ấy cứ làm ra vẻ nghiêm túc lịch sự, nhưng thật ra anh ấy có tính trẻ con dữ lắm đó. Giống như một người chưa trưởng thành vậy đó. Trẻ con thì cũng phải có lúc phạm phải sai lầm mà, có đúng không hả? Nhà nhà cậu thôi đi có được không? Tại sao ngày nào trong đầu cậu cũng nghĩ tới Hướng Quy, Hướng Quy, Hướng Quy vậy hả? Trên thế giới này chỉ còn một mình anh ấy thôi hay sao? Hả? Nhà nhà, cậu làm gì mà dày dò bản thân mình như vậy chứ? Anh ta không đáng để cậu yêu đâu. Cậu nhìn cậu đi, cậu vừa xinh đẹp vừa tài giỏi, tại sao cậu chỉ muốn lấy anh ta? Tại sao vậy hả? Tại vì mình yêu anh ấy. Mình không thể quên được anh ấy. Tình cảm suốt 6 năm qua sao có thể nói quên là quên được chứ? Đồng quả, trong lòng mình có một khoảng trống rất lớn. Mình rất đau lòng. Hướng Quy, anh có yêu em không? Yêu? Yêu một kiếp người không đủ thì yêu hai kiếp. Kiếp sau anh cũng sẽ yêu em. Em đâu nói kiếp sau cũng quen với anh đâu. Em chỉ cần kiếp này thôi, thiếu một phút một giây cũng không được. Đúng. Đời này kiếp này anh chỉ yêu mình em. Anh có nhìn thấy gì không? Vào ngày chúng ta kết hôn, anh sẽ mặc một bộ vest thật lịch lãm, thật đẹp trai. Còn em thì sẽ mặc một bộ áo cưới màu trắng, phải là kiểu cổ điển nha, có một cái đuôi váy thật là dài. Tất cả mọi người đều chúc phúc cho chúng ta, công nhận lúc đó sẽ đẹp biết bao nhiêu. Còn anh, nhìn thấy rồi. Nha nha, áo cưới mà em mặc thật sự rất là đẹp. Em có thấy mọi người đều đang chúc phúc cho chúng ta hay không? Em thấy rể phụ nhí dễ thương chưa? Nó còn té nữa kìa. Anh còn coi nữa. Coi nữa để làm gì? Có bản lĩnh thì đừng làm con rùa rụt cổ. Nào đi tìm cô ấy đi. Đi tìm cô ấy đi chứ. Em có thể để cho anh bình tĩnh một chút không? Em nói thì sao? Em biết anh vẫn không quên được cô ấy, lúc nào cũng nghĩ cho cô ấy hết. Vậy em là cái gì? Anh nói cho em biết đi. Em nổi điên xong chưa vậy? Anh đã ở bên cạnh em rồi, em còn muốn anh làm cái gì nữa? Em không muốn cái gì hết. Em chỉ hy vọng là anh đừng có lúc nào cũng cau có ở trước mặt thôi. Anh không cảm thấy đối với em mà nói điều này là không công bằng hay sao? Em muốn công bằng. Em muốn công bằng gì vậy? Nếu em thật sự coi Nha Nha là bạn thân của em thì em cũng không làm nhiều chuyện tổn thương tới cô ấy như vậy, càng không ép anh ở bên cạnh em. Anh đừng có ở đó mà đổ thừa cho em. Được, em nói cho anh biết, em ép anh thì anh làm gì được em? Cả đời này anh đừng có mong thoát khỏi tay em. Anh nhớ kỹ nghe chưa? Ra ngoài đi. Anh chỉ muốn được yên tĩnh một mình. Ra ngoài. Nha Nha, anh xin lỗi. Anh thật lòng xin lỗi.
gặp nhau đi. Ê, ê Hương Quy. Là anh thiệt hả? Tình cờ quá ta. Đúng lúc tôi có chuyện muốn nói với anh đi. Hai chúng ta có gì để nói vậy? Mau nha nha. Mau nha nha. Thật sự rất tình cờ. Cô ấy làm việc ở tiểu khu mà tôi đang ở. Tối qua tôi thấy cô ấy uống say. Vì lý do là chia tay với anh. Cô ấy say tới không biết gì và suy sụp luôn rồi. Sao anh không có chút phản ứng nào hết vậy? Cô ấy quen anh 6 năm rồi đó. Anh nhẫn tâm tới vậy à? Nếu không thì sao? Anh muốn tôi làm cái gì đây? Muốn hai chúng tôi làm lành hay sao? Không thể nào có chuyện đó đâu. Tôi phản bội cô ấy tức là phản bội rồi. Đây đúng chính là sự thật. Anh muốn tôi xin cô ấy tha thứ cho tôi sao? Cô ấy có thể hận tôi cả đời. Sao lại có loại người như anh vậy? Phản bội người ta rồi còn làm như không có chuyện gì xảy ra hay sao? Anh có biết trong thời buổi này tìm được một người yêu mình thật sự rất khó hay không vậy? Vậy mà anh lại bỏ rơi một người con gái tốt bụng như là cô ấy. Anh có phải con người không? Chửi xong chi vậy? Sao vậy? Anh đang định trút giận thay Mau Nha Nha. Đánh tôi được rồi. Được. Lần nào gặp anh cũng yêu cầu như vậy thì tôi sẽ cho anh được toại nguyện. Đánh đủ chi vậy? Được rồi. Tôi nói cho anh biết, anh đã phản bội lại cổ rồi. Đừng có mà xuất hiện trước mặt cổ nữa. Nếu không tôi gặp anh ở đâu, đánh anh ở đó. Chị Vũ Kỳ, sao chị tới đây vậy? Chị cần dùng tới chút đồ cho nên về đây lấy đi đó. Hà Vũ Kỳ, nói thật là mặt cô cũng dày lắm đó. Nhưng lúc chúng tôi không có ở nhà, cô dám lén lúc chạy tới nhà tôi còn lấy đồ nữa chứ. Không phải cô quen với đại gia sao? Giàu có lắm mà. Ôi, đồ mới đó hả? Đẹp lắm nha. Chắc mấy cái đồ rẻ tiền này cô không thích đâu. Để lại đi. Mẹ. Đừng kêu tôi là mẹ. Tôi nói cô biết, tôi thực sự không biết cô mất trí hay là cô quên hết những gì mà cô đã từng làm rồi. Cô không thấy mắc cỡ sao? Sao cô có thể gạt bỏ con tôi qua một bên sau đó đi lên giường với tên đại gia đó chứ? Rốt cuộc nó làm sai cái gì? Tại sao cô đối xử với nó như vậy? Mẹ, có rất nhiều chuyện con không thể nào giải thích với mẹ được. Vì trong đó có nhiều sự hiểu lầm lắm. Tôi không nghe. Có hiểu lầm gì cũng là chuyện của cô thôi. Tôi nói cô biết, con trai tôi dễ ăn hiếp, còn tôi thì không như vậy. Bắt đầu từ hôm nay, nếu cô dám bước vào nhà của tôi nửa bước thì tôi nhất định sẽ đánh gãy chân của cô tin không? Đây là phong cách làm việc của tôi. Con có thể đi, nhưng sớm muộn sẽ có một ngày mẹ sẽ hiểu được nỗi khổ của con. Tiểu Thanh, lấy lại chìa khóa đi. Tiễn khách. Chị Vũ Kỳ, đi thôi. Tiểu Thanh à, vì thế người phụ nữ này rất có nhiều âm mưu đó con. Rốt cuộc cô ta muốn làm cái gì đây? Cô ta muốn đàn ông trên thế giới này được dây quanh cô ta, hay là muốn đàn ông trên thế giới này đều yêu cô ta hả? Dì tiếc, chị đừng có bực mình. Con nghĩ chị ấy lấy những thứ này về chỉ muốn làm kỷ niệm thôi. Nhảm nhí.
Dì nói con biết, người phụ nữ này chính là một con yêu tinh, suốt ngày cứ bám lấy con của dì. Lát nữa dì sẽ đốt hết mấy cái này. Dì tiếc, dì đừng có manh động mà. Anh ơi. Ê. Anh ơi, anh làm gì vậy? Em hỏi anh làm gì? Anh nói em nghe, nếu em còn nghĩ tới chuyện kết hôn của tên Hướng Quy đó thì em đừng về nhà nữa. Em thấy em làm mẹ tức giận chưa? Bây giờ ba còn ở trong bệnh viện, ba không biết chuyện này. Nếu ba biết thì phải tính sao đây? Anh nói đủ chưa vậy hả? Kết hôn hay không là chuyện của em mà. Hơn nữa, ai không có lúc phạm phải sai lầm chứ. Tóm lại anh nói anh biết, Hướng Quy đã phản bội em rồi, em đừng có mơ tới chuyện đó. Mau trả lại áo cưới cho người ta đi. Ê. Tôi mà biết cô mượn tiền tôi mua cái này, tôi không cho mượn đâu, biết chưa? Đưa đây. Nè cô à, người ta kết hôn là hai người tình nguyện với nhau, nhưng mà bây giờ chỉ có một mình cô thôi, thiếu chú rể rồi, sao kết hôn được? À hay là gì, cô mặc cái áo cưới này vào đi. Ừ, trong thời tiết lạnh như vậy á, cô đi tìm một nơi nào đó thật náo nhiệt, rồi đứng ở đó làm một hành động nghệ thuật. Người ta chắc chắn cảm thấy cô rất kỳ lạ, sẽ bắt đầu chụp cô. Sau khi chụp xong rồi đăng tải lên mạng, nói không chừng cô nổi tiếng đó. Sau khi nổi tiếng chắc chắn Hướng Quy sẽ nhìn thấy, có thể lúc đó anh ta lại hứng thú với cô, quay về tìm cô. Vui lắm hả? Mắc cười lắm hả? Anh cười tôi vui lắm sao? Anh có biết là tôi đau lòng tới cỡ nào không? Sao anh còn sát mối thêm vào vết thương của tôi nữa? Được, anh tưởng là tôi không dám làm như vậy có phải không? Bây giờ tôi làm liền cho anh coi. À, nói giỡn mà làm thiệt hả? Thôi thôi thôi, có gì vui đâu, chụp chụp quay. Hương Quy, anh hãy quay về bên em. Nha nha, gió lớn lắm, trời lạnh lắm, dự báo thời tiết nói hôm nay sẽ có tuyết rơi, tôi đưa cô về nhà nghe. Nè, đừng có chụp nữa có được không vậy, có gì đáng đi chụp đâu chứ, đi đi. Sao anh cản họ vậy hả? Để họ nhìn, để họ chụp hình đi chứ. Mọi người mau chụp hình đi, chụp đi, chụp đi. Hướng Quy, Hướng Quy, Hướng Quy, Hương Quy, Hương Quy, em ở đây nè. Hương Quy không nghe điện thoại của tôi nữa, anh ấy né tôi rồi. Tôi không tin là làm như vậy không ép được anh ấy ra ngoài. Anh ta không nghe điện thoại của cô như vậy rõ ràng quá rồi còn gì nữa. Anh ta muốn chia tay với cô, sao cô còn làm vậy chứ? Nếu như cô tiếp tục làm như vậy cô sẽ cảm lạnh. Anh đừng đụng vào tôi nữa. Nếu như anh sợ mất mặt thì anh về đi. Tôi sẽ không về với anh đâu. Hướng Quy mà không quay về bên tôi thì tôi sẽ đứng ở đây hoài luôn. Hướng Quy, anh đừng bao giờ nghe điện thoại của Nha Nha, cô ấy điên rồi. Anh đợi em nha, em sẽ về liền. Hướng Quy, Hướng Quy, anh đang ở đâu vậy? Hướng Quy, anh đang ở đâu? Có nhìn thấy em không? Hướng Quy, Hướng Quy, em đang ở đây nè. Anh có thấy em không vậy? Hướng Quy, em đang ở đây nè. Hướng Quy à. Mau Nha Nha, nếu mà cô cứ làm vậy tôi sẽ ẵm cô về nhà đó. Tôi mặc kệ cô nghe. Không cần anh lo cho tôi. Có phải cô nghĩ là tôi sẽ ở đây với cô không? Tôi đi đó nghe. Tôi coi cô còn đứng đây không. Anh không ở đây thì anh về giùm đi. Nè, anh đứng gần tôi quá làm gì vậy? Anh đứng ra xa một chút đi. Nếu như bọn họ chụp hình tôi rồi đăng lên mạng, Hướng Quy nhìn thấy sẽ hiểu lầm đó. Anh đứng ra xa đi. Anh mau đứng xa tôi một chút đi mà, mau đi.
Đi 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 đi. Không có gì đáng để chụp hết đâu. Mau nha nha. Trong lòng tôi có một cơn giận. Nếu như tôi không trút ra thì tôi sẽ chết luôn đó. Hương Quy. Hương Quy. Hương Quy. Hương Quy. Hương Quy. Hương Quy, anh đi đâu vậy? Em còn hỏi anh đi đâu nữa. Bây giờ Nha Nha mặc áo cưới đứng giữa đường như vậy, hình đăng lên mạng xã hội, anh không thể trơ mắt lý nhìn cô ấy được. Cô ấy đang ép anh đó. Điều này khác gì lấy cái chết uy hiếp anh. Em không cho anh đi, anh không được đi. Nếu Nha Nha xảy ra chuyện gì thì làm sao? Vậy anh sẽ trở thành tội nhân đó. Đâu có nghiêm trọng như vậy. Tính cách của Mao Nha Nha mà em không hiểu hay sao? Cô ấy chỉ đang hù anh thôi. Nếu hôm nay anh tới đó thì hai người sẽ dây dưa không dứt. Giữa em và cô ấy, anh nhất định phải chọn ra một người. Chọn em hay là cô ấy? Đồng Hòa, sao em lại tàn nhẫn như vậy được? Vì tình yêu của em, làm vậy là xứng đáng. Nếu tôi không nhất quyết cổng cô về đây thì không biết cô còn mặc áo cưới đứng đó tới bao lâu nữa đó. Sao mà cô yếu đuối quá vậy? Tôi chỉ nói cô hai câu thôi mà. Vậy anh mạnh mẽ hả? Nếu như anh mạnh mẽ thì tại sao anh cứ đánh đồng kiên quốc hết lần này tới lần khác? Nhắc tới thằng cha đó làm cái gì? Tôi nói cho cô biết nghe, cô phải cứng rắn lên. Nếu như Hướng Quy mà cũng không cần cô rồi á, hà tất vậy bám lấy anh ta, làm bản thân mình khó chịu. Trên đời thiếu gì đàn ông đúng không? Ngày mai tôi giới thiệu với cô á, một người tốt hơn cả Hướng Quy luôn. Lưu Quả, anh có tin tình yêu không? Ngày xưa thì tôi rất là tin tưởng vào tình yêu, tin tưởng Hướng Quy. Thật không ngờ chỉ trong chốc lát tất cả đều sụp đổ. Tôi một lòng một dạ đối với anh ấy. Trước giờ chưa từng nghĩ tới người đàn ông nào khác. Trong lòng tôi chỉ có anh ấy, chỉ một mình anh ấy. Tôi thật không ngờ anh ấy phản bội tôi, lừa gạt tôi. Cảm giác này thật sự rất khó chịu. Đừng có đau lòng nữa. Ai chưa từng gặp trắc trở trong tình yêu? Tôi đã gặp rồi. Nhưng có thể làm gì được đây? Đó đã là quá khứ. Đó là quá khứ của anh, còn tôi thì chưa đâu. Dù sao đi nữa, cảm ơn anh đã bên cạnh tôi. Thấy cô đau lòng như vậy tôi rất khó chịu đó. Thật đó. Mọi chuyện rồi sẽ qua mà. Hả? Cố lên. Châu ơi, nhìn sang bên trái, nhìn lên phía trước, bên trái quay, chạy bộ đi. 1 2 1 2 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4.
Tìm tôi có chuyện gì? Tôi muốn nói chuyện với cô. Ngồi đi. Giữa hai chúng ta không có gì để nói hết. Mà Nha Nha, nói đi, cô có mục đích gì? Vì cô bị mất công việc, muốn báo thù tôi, hay là bởi vì cô có ý đồ gì với Lưu Quả? Trước tiên tôi không cần phải giải thích rõ ràng với cô như vậy. Thứ hai là cô đừng lấy đầu óc dơ bẩn của cô để suy đoán về người khác. Cô tưởng cô là ai vậy? Cô tưởng là cô quen với Lưu Quả thì có thể biến thành Phượng Hoàng hay sao? Một cô gái bình thường, cô có tư cách gì nói chuyện với tôi như vậy? Bản thân cô đã làm gì cần tôi nhắc lại cho cô nhớ hay sao? Nghĩ tới là buồn nôn rồi. Cô đang làm nghề gì vậy hả? Cô có tư cách gì mà phê bình tôi chứ? Tôi kêu cô tới là muốn nói cho cô biết, Lưu Quả mãi mãi cũng là của tôi. Đừng có mơ mộng tới anh ấy nữa. Nếu cô còn bám lấy anh ấy, đừng trách tôi không khách sáo với cô. Không khách sáo thì cô làm gì tôi hả? Nè, cô phải nhìn kỹ coi rốt cuộc là ai bám lấy ai nha. Hà Vũ Kỳ, cô và Lưu Quả đã chia tay nhau rồi. Tôi và anh ấy có quan hệ gì cũng không liên quan gì tới cô. Cô nói chuyện quá vô lễ rồi. Xin lỗi cô nha. Tôi đây phải vất vả đi làm kiếm tiền nuôi gia đình của tôi, chứ không giống với loại người ăn bám đại gia. Không có thời gian nói nhảm với cô nữa. Xin chào. Tìm tôi sao? Rốt cuộc là ai tìm ai đây? Gọi mấy chục cuộc điện thoại hôm muốn chết. Tôi biết là anh đang cần tiền xài. Chỉ cứ như đây thôi, đừng tìm tôi nữa. Sao cô nói như vậy chứ? Nếu không phải tôi tạo cơ hội rồi chuốc say Hướng Quy, lại đặt sẵn phòng ở khách sạn, thì hai người có thể bên nhau hay không? Anh... Cô làm gì? Tôi cảnh cáo anh đó. Nếu anh dám nói chuyện này cho người nào biết được thì tôi không tha cho anh đâu. Bây giờ chúng ta đang ở trên một con thuyền, nếu có chuyện thì chúng ta xong đời. Cô muốn quen Hướng Quy, tôi thì muốn em tôi chia tay với Hướng Quy. Hai bên đều tốt. Còn nữa nha, bây giờ đã sắp gần tới thành công rồi. Nếu như tôi nói chuyện này ra ngoài thì có lợi gì cho tôi chứ? Anh biết vậy là tốt. Sau này đừng gọi điện cho tôi nữa. Hai chúng ta gặp nhau ngoài không tốt đâu. Hai người cứ yêu thương đi, yêu tới mức sống chết có nhau. Tôi càng có nhiều tiền. Cái áo cưới này của ai vậy? Hả? Cái này là áo cưới của ai? Cái này là cái áo cưới của ai? Hả? Áo cưới này là của ai? Không biết nữa. Không biết nữa. Tôi đâu biết đâu. Của ai? Của ai? Chủ nhiệm à? Là của tôi đó. Của cô đó hả? Tôi biết ngay là của cô mà. Cô coi trời bằng dung rồi đó nha. Hả? Cô tưởng đây là đâu hả? Là nhà của cô phải không? Đây là phòng quản lý tài sản. Vào đây. Tạo phản rồi. Các cô tạo phản rồi. Cô nói đi. Chủ nhiệm à, tôi xin lỗi. Lần này tôi thật sự không còn cách rồi. Lần sau không dám như vậy nữa. Lần sau? Cô nghĩ còn có lần sau hả? Hả? Cô hãy mau chuẩn bị đi. Dọn dẹp đồ đạc đi đi. Đi sao? Tại sao vậy hả? Gia chủ khiếu nại cô. Nói cô không tập trung làm việc, có động cơ gì đó, đeo bám đại gia. Đeo bám đại gia? Tôi à? Chủ nhiệm à, ngày nào tôi cũng mỉm cười chào mọi người bận rộn làm việc trong khu này từ sáng tới tối, làm gì có thời gian đi tìm đại gia chứ. Tôi cũng nói giúp cho các cô mà. Tôi lấy công ăn việc làm của tôi, vỗ ngực đảm bảo với cấp trên của tôi mà nói là Mạo Nhà Nhà không phải loại người như vậy. Cấp trên người ta đã nể mặt của tôi, tha cho cô lần này đó. Làm tôi hết hồn à. Chủ nhiệm à, cảm ơn anh nha. Cô nói thiệt với tôi đi. Nếu cô và Lưu Quả không có quan hệ yêu đương gì hết thì nhanh chóng cắt đứt với anh ta đi. Chúng ta không có đu theo được đâu. Tôi giúp cô một lần hai lần thì được. Nếu như giúp hoài thì tôi cũng không biết nói sao đây. Tôi biết rồi. Cảm ơn chủ nhiệm đã nhắc nhở nha. Nếu không có việc gì thì tôi ra làm việc trước đi. Ra ngoài đi.
Lại nghe lén hả? Tôi lo lắng cho cô nữa mà. Nè, mà ai lại thức đức như vậy chứ? Rảnh rỗi không có gì làm kiếm chuyện với chúng ta làm sao? Đúng là rảnh rỗi lắm luôn đó. Được rồi, đừng nhiều chuyện nữa. Thời buổi này làm gì cũng không dễ ăn. Ê, Nha Nha, cô coi ai tới kìa. Đúng là nói Tào Tháo thì Tào Tháo tới. Sao anh lại tới đây vậy hả? Anh rảnh rỗi lắm sao? Nè, đây là phòng quản lý tài sản mà chào đón gia chủ như vậy sao? Khoan nói chuyện này đi, anh mau đi khỏi đây. Anh có biết là anh lại gây ra rắc rối cho tôi nhiều lắm hay không? Bây giờ có người khiếu nại tôi đeo bám đại gia, với lại tôi suýt chút nữa vì anh mà mất việc đó. Mau đi giùm đi. Ai vậy? Rảnh rỗi quá rồi đó. Anh nói nhỏ tiếng lại thôi. Viết loại đơn này đương nhiên không ghi tên rồi, ai lại ghi tên chứ? Vậy cô giải thích chưa? Chắc là cô chưa giải thích có phải không? Tôi đi tìm Lý Tiểu Bảo nó rõ ràng. Chờ chút đã, chờ chút đã. Anh đủ rồi đó nha. Anh là gia chủ, anh là nhà doanh nghiệp trẻ tuổi trong tương lai, đương nhiên anh không sợ cái gì hết. Còn tôi là ai? Anh có nghĩ tới cảm nhận của tôi hay không? Tôi chỉ làm chức vụ nhỏ thôi. Nếu tôi không nhờ công việc này nhận thêm một chút tiền lương của người ta thì tôi cũng không muốn chịu đựng và không muốn bị người ta vu oan đâu. Nhưng mà anh đừng có quên là tất cả mọi chuyện đều do anh gây ra hết đó. Nếu không tôi sớm đã trở thành giám đốc lớn của khách sạn rồi. Tôi xin anh đó, tha cho tôi đi, đừng để tôi bị mất việc lần hai có được hay không? Cô nhớ đó, trái hồng thì mềm rồi mới ăn được. Hôm nay tôi nhất định bắt họ giải thích rõ ràng tất cả mọi chuyện. Anh làm gì vậy? Lô quả. Trời ơi, làm gì vậy? Nè. Trời ơi. Chào mọi người. Mọi người qua đây một chút đi, tôi có chuyện muốn nói. Hôm nay tôi tới đây là muốn nói với mọi người, mong mọi người sau này chăm sóc cho Nha Nha. Đừng có mà xa lánh cổ. À phải rồi, à, thì ra là tôi quên vậy. Tự giới thiệu về mình. Tôi tên là Lưu Quả, bạn trai của Mao Nha Nha. Là bạn trai của bạn trai của bạn trai đó. Chúc mừng bạn trai điện tử kiếm tiền nha. Mọi người đừng tưởng thiệt nha, đừng bao giờ tưởng thiệt đó. Hôm nay anh ta quên uống thuốc rồi, đầu óc có vấn đề chút xíu. Hà có vấn đề đó. Phải, anh có bệnh. Bệnh của anh chính là không thể kiềm chế tình cảm dành cho em. Và Mao Nha Nha em là thuốc chữa bệnh của anh. Lãng mạn. Lưu Quả, nè chàng trai trẻ à, cậu chạy tới phòng quản lý của tôi làm cái chuyện gì kỳ cục vậy đây hả? Chủ nhiệm Lý anh ở đây hả? Được rồi, hôm nay mọi người đều ở đây, tôi hy vọng mọi người sẽ làm chứng giùm tôi. Lưu Quả, tôi rất là hâm mộ Mao Nha Nha, đồng nghiệp của mọi người. Tôi bị tính hiền lành, dễ thương, xinh đẹp, siêng năng của cô ấy thu hút. Rất hay. Không gặp cô ấy một ngày cũng không chịu nổi, mỗi giây mỗi phút đều nhớ tới cô ấy. Người ta nói tình yêu là thuốc độc đúng không? Tôi đã uống thuốc độc tình yêu của cô ấy rồi. Từ nay trong cuộc đời của anh không thể không có em. Cái gì? Tôi không phải là đại gia, nhưng mà tôi cũng được gọi là tiểu gia. Hôm nay tiểu gia tôi chính thức theo đuổi cô Mao Nha Nha của phòng quản lý tài sản. Mong mọi người ủng hộ. Ê, đợi một chút, cảm động quá đi, cảm động tới mức rơi nước mắt rồi. Đúng là tình yêu đích thực trong đời. Chúng ta hãy nhấc like cho chàng trai trẻ dám theo đuổi tình yêu của mình. Hãy chấp nhận tình yêu của anh. Hãy chấp nhận tình yêu của anh. Đồng ý đi. Chấp nhận tình yêu của anh. Đồng ý đi. Đồng ý đi.
Dì Tiết, món trứng chiên cà chua mà dì thích nhất nè. Tưng 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 tưng. Dì Tiết, sao dì không ăn vậy? Cô làm những món mà dì thích ăn nhất đó. Không muốn ăn. Dạ. Dì mệt lắm. Chỉ cần nghĩ tới chuyện thằng Quả bị hai người phụ nữ tấn công như vậy, bám lấy như vậy là dì không muốn ăn gì cả. Con nhìn đi nha. Một người là Mao Nha Nha đang làm việc ở phòng quản lý và ngày nào cũng có thể nhìn thấy đúng không? Còn một người chính là Hà Vũ Kỳ, cũng đã chia tay với thằng Quả rồi mà còn ăn diện hơn cả yêu tinh nữa. Bây giờ vẫn còn dây dưa không dứt. Giờ phải làm sao đây? Dì Tiết đừng có lo lắng nữa. Anh Quả đâu phải là người dễ dãi như vậy đâu. Dì biết mà. Thằng Quả thì cái gì nó cũng tốt hết, nhưng mà tuyệt đối đừng đụng tới phụ nữ. Chỉ cần đụng tới là hết cách giải quyết. Này nè Tiểu Thanh, đột nhiên dì nghĩ ra cách. Lát nữa thằng Quả về con nói với nó, bắt đầu từ hôm nay dì sẽ tuyệt thực kháng nghị tới khi nó bảo đảm không qua lại với hai người phụ nữ đó mới thôi. Được không? Dạ, dì yên tâm đi. Chuyện này cứ giao cho con. Anh Quả như anh ruột của con vậy, con nhất định sẽ nghĩ cho hạnh phúc của anh ấy và mãi mãi làm thám tử của dì. Cảm ơn. Con đi múc canh cho dì uống nha. Trực tiếp clip hoàng tử cầu hôn. Đồng ý đi, đồng ý đi. 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 Sao mà lại hồ đồ như vậy chứ? Dì Tiết, dì Tiết, chuyện gấp lắm nè, chuyện gấp lắm đây nè. Chúng ta phải lập tức tới phòng quản lý. Không đi, không đi, không đi, chị không đi. Chị không tới phòng quản lý đâu, ngày nào cũng tới đó làm việc hả? Dì là người có thân phận địa vị mà. Dì có biết không, bây giờ anh Quả đang cầu hôn Mao Nha Nha đó. Cầu hôn, cầu hôn, cầu hôn. Dì coi, dì coi. Còn lấy nickname là con mèo đen kết bạn với Đinh Nguyễn Tâm. Chỉ cần có tình hình gì xảy ra là có lập tức coi được hết. Chị coi đi. Sao anh Quả lại hồ đồ như vậy chứ? Nếu anh ấy thật sự kiếp Mao Nha Nha thì kiếp này phải làm sao? Cả ruột đều sẽ nổi mốc lên đó gì. Chị đừng coi nữa, chúng ta vào tới đó đi. Hả? Đúng là tức chết đi được, tức chết đi được. Khó khăn lắm gì mới ăn được có một miếng cơm thôi là nó đi cầu hôn liền sao? Phòng quản lý, phòng quản lý, đi tới phòng quản lý thôi, đi nhanh. Đứng dậy đi. Lưu Quả làm gì vậy? Tôi thật sự không hiểu anh đang làm cái gì hết đó. Việc cầu hôn có thể dẫn chơi như vậy được sao? Vì muốn thể hiện thành ý của anh đã quỳ xuống xin em đồng ý. Đồng ý đi, 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 đồng ý đi. Làm cái gì vậy? Các người không còn làm gì sao? Còn đứng dậy đi, có thấy xấu hổ không? Đường đường là một ông chủ lớn mà quỳ dưới chân một cô gái như vậy hay sao? Là con uống lộn thuốc rồi hay là cô bỏ bùa cho nó hả? Mẹ à, mẹ về nhà trước đi mà. Con chưa giải thích với mẹ, lát nữa về con nói chuyện sao nghe. Anh đừng có giỡn nữa, tôi xin anh đó đứng dậy giùm đi. Trời ơi mẹ à, hồi nãy con đã nói là con yêu cô ấy. Con yêu cô ấy cho nên con sẽ kết hôn, mẹ về nhà đi. Hả? Con yêu cô ta? Mẹ nói cô biết, hai người hoàn toàn không cùng giai cấp với nhau. Đừng có nói nữa, im lặng. Không cùng giai cấp gì. Người vô duy nhất chính là bà đó. Tình yêu của thanh niên bà hiểu rõ sao? Thanh niên đều nói tới sự lãng mạn. Bà bao nhiêu tuổi rồi còn ở đây làm loạn nữa. Người ta hạnh phúc được rồi liên quan gì tới bà? Gì mà không nhận? Không biết điều gì hết. Về nhà đi. Tôi mẹ. Chị Vũ Kỳ. Ừ, Tiểu Trương. Sếp Đồng không có ở công ty à? Dạ, sếp đi họp rồi. Chưa gì nữa. À, có chuyện gì? Không có gì đâu.
Tiểu Trương, công ty hình như có một người nhân viên tên là Hướng Huy, có phải không? Hướng Huy? Ừ. Có người này đó chị. Cậu lấy hồ sơ của cậu ta tới đây cho tôi coi đi. Chị cần hồ sơ để làm gì? Tôi cần hồ sơ của cậu ta đương nhiên là có chuyện. Chuyện nhỏ như vậy, không lẽ cậu cũng phải đi báo cáo sao? Không phải như vậy đâu. Sếp Đồng nói rồi, không cho chị xen vào chuyện của công ty. Anh ấy không cho tôi xen vào là vì sợ tôi mệt và vất vả quá. Kiên Quốc cứ nói với tôi là sau lưng một người đàn ông thành công luôn có hình bóng của một người phụ nữ, và tôi chính là người sẽ cùng phấn đấu với anh ấy. Tiểu Trương, cậu đừng có hiểu sai ý nha. Không phải đâu chị Vũ Kỳ à. Chị đừng có làm khó tôi mà. Tôi chỉ là một trợ lý ở bên cạnh sếp Đồng mà thôi. Cậu biết thân phận của mình là tốt rồi. Vị trí của tôi ở trong lòng của Kiên Quốc chắc cậu hiểu rõ mà phải không? Sao vậy? Chuyện nhỏ như vậy tôi sai cậu không làm sao? Thôi được rồi, tôi lấy cho chị. Nhưng chị đừng nói với sếp Đồng là tôi lấy nha. Đi đi. Alo, Tiểu Thanh. Cái gì? Lưu Quả cầu hôn Mao Nha Nha sao? Ê, Tiểu Thanh, Tiểu Thanh. Làm ơn cho hỏi. Dì Tiết không sao chứ? Sao lâu quá dì ấy còn chưa ra đây nữa vậy? Cô còn dám hỏi đó sao? Dì Tiết đang khám ở bên trong kia đó. Có chuyện gì không, chuyện lớn hay chuyện nhỏ, đều phải đợi tới khi có báo cáo mới biết được. Cô đừng có ở đây nữa, ngứa mắt quá đi. Ê, tôi chỉ muốn chờ dì Tiết tỉnh lại rồi mới đi thôi à. Cô nghĩ chuyện này chưa đủ rắc rối sao? Không phải tôi muốn nói cô, tôi làm việc ở nhà họ Lưu lâu như vậy, đây là lần đầu tiên thấy dì Tiết tức giận tới như vậy đó. Cô chỉ là một cô gái bình thường, sao không an phận làm tốt công việc của mình mà đi quyến rũ anh quả của tôi làm gì? Cô muốn bám lấy ảnh hả? Tôi quyến rũ ảnh hả? Cô làm ơn dùng từ chính xác một chút. Tôi và anh ấy chỉ là bạn bè bình thường thôi. Ai mà tin chứ. Bạn bè bình thường? Bạn bè bình thường mà hôn nhau làm gì cũng hôn làm gì? Không biết mắc cỡ. Tôi ghét nhất chính là loại người nói một đường làm một nẻo. Một mặt đi gây ra chuyện, một mặt giả bộ vô tội. Thủ đoạn của cô cũng thật là cao siêu quá. La Tiểu Thanh, ban đầu tôi cứ tưởng cô là một người rất ngây thơ đó. Không ngờ trong đầu cô toàn là những thứ bẩn thỉu xấu xa như vậy. Tôi nói lại lần nữa, tôi và Lưu Quả không có quan hệ gì hết, tin hay không tùy cô. Thôi được, muốn chúng tôi tin cũng được. Cô rời khỏi đây đi, rời khỏi tiểu khu, rời khỏi phòng quản lý, mãi mãi được xuất hiện trước mặt của dì Tiết và anh Quả nữa. Nếu không, cô chính là người quyến rũ và bám lấy đại gia. Cô ấy là loại người gì vậy hả? Mẹ à, mẹ khoa trương quá rồi. Hồi nãy bác sĩ cũng đã nói là mẹ bị cao huyết áp thôi, nhưng mà không tới nỗi bị ngất xỉu đâu. Mẹ làm người ta cảm thấy mình có lỗi lắm đó mẹ biết không. Mẹ kích động quá làm gì? Không lẽ con không biết mẹ bị bệnh cao huyết áp sao? Mẹ không thể chịu được kích động hay sao? Hả? Quả à, con yêu của mẹ, cả đời này mẹ chỉ có một mình đứa con trai cưng là con. Con lại báo đáp mẹ như vậy sao? Hử? Trước đây chính là Hà Vũ Kỳ đã vì tiền mà phản bội con, đi theo người đàn ông khác rồi. Mới chưa được bao lâu lại xuất hiện một Mao Nha Nha làm việc ở phòng quản lý. Con hiểu cô ta không? Cô ta hiểu con không? Mẹ hiểu cô ta không? Tự nhiên con cầu hôn rồi. Mẹ nói con nghe, Quả à, trong phương diện tình cảm thì mẹ thật sự cho con quyền tự do quá nhiều rồi đó. Đến nỗi chúng ta không còn mặt mũi nhìn ai hết đó, con có biết không? Mẹ nói khó nghe quá làm gì vậy? Con biết là chuyện của Hà Vũ Kỳ thật sự là không có tốt cho lắm và ảnh hưởng tới mẹ rất nhiều. Nhưng mà mẹ không thể vì chuyện đó mà nghĩ con gái trên đời đều giống cô ta. Mẹ không cần biết. Con đi kêu Mau Nhà Nhà tới đây, mẹ phải hỏi rõ cô ta mới được. Con nói lại một lần nữa nghe, con và Mau Nha Nha còn chưa phải là quan hệ yêu đương nhau. Hả? Hả? Con và cô ta còn chưa yêu đương gì cả hả? Vậy mà sao con quỳ xuống cầu hôn cô ta? Trời ơi, là mẹ cổ hủ quá hay con tùy tiện quá rồi? Nói đi, con nói rõ ràng đi chứ.
Dì Tiết, con đem thuốc tới đây rồi. Dì không cần thuốc men gì hết đó. Tiểu Thanh, mau lên đi, mau đi kêu mau nhà nhà vào đây cho dì nhanh. Ờ, con thấy cô ta ở ngoài đại sảnh đó, cô ta còn chưa về. Cô ấy chưa về hả? Để anh đi kêu cho. Lưu Quả, con nhìn đi, con nhìn đi. Tiểu Thanh, con nhìn đi, con nhìn đi. Vừa nghe nói mau nhà nhà còn ở đại sảnh chưa về là nó ra ngoài liền. Nó quên người mẹ bị cao huyết áp của nó rồi sao? Hả? Dì thật sự không biết nó bị trúng tà hay bị bỏ bùa gì nữa. Dì Tiết, dì đừng tức giận mà. Chỉ cần có con ở đây, con nhất định không để cho anh Quả bị mấy người phụ nữ xấu xa nó dụ dỗ. Con nhất định sẽ canh chừng giùm dì. Trời ơi, cái cô mau nha nha này. Mau nha nha, mặt của cô đúng là dày thật đó nha. Cô nói vậy là có ý gì? Cô coi bản thân mình là con dâu rồi hả? Cô muốn lấy Lưu Quả gấp tới vậy sao? Còn phải ép bản thân mình phải nịnh nọt mẹ chồng tương lai nữa chứ. Cô hiểu lầm rồi. Tôi đây chỉ muốn xác định coi tình trạng sức khỏe của dì Tiết thực sự không có vấn đề gì thôi, chứ không có hứng thú với đàn ông của cô. Vậy sao? Cô muốn sao thì tùy cô. Tôi chỉ muốn nhắc nhở cô thôi. Lưu Quả là một người rất là chung tình, và trong lòng anh ấy chỉ có một người thôi, đó chính là tôi. Và cô chỉ là một vật phẩm thay thế thôi. Đợi ảnh chơi chán rồi, ảnh sẽ bỏ cô qua một bên. Hà Vũ Kỳ, ở đâu mà cô có sự tự tin như vậy hả? Người vì tiền mà thay đổi là cô, và người tổn thương là Lưu Quả kìa. Cô không đi hầu hạ cho tốt đại gia của cô, mà ngày nào cũng chạy tới tìm bạn trai cũ. Có cần tôi gọi điện báo cho sếp Đồng biết không? Với tư cách là nhân viên cũ thì tôi vẫn còn giữ liên lạc với anh ấy đó. Mà nha nha cô, tôi không cãi nhau với cô không có nghĩa là tôi sợ cô. Nhớ đó, sau này gặp tôi thì tránh đi. Cô cũng thật là lanh lợi đó nha. Đúng là tôi đã coi thường cô rồi. Được, tôi chống mắt lên coi cuối cùng cô và Lưu Quả có thể ở bên nhau hay không. Nhưng cô đừng có quên rằng cô chỉ là vật thay thế thôi. Bây giờ tôi có thể nói cho cô biết, cô ấy không phải là vật thay thế của cô. Hà Vũ Kỳ, cô nghe cho rõ đi. Bây giờ cô không là gì trong trái tim của tôi hết. Sau này đừng có làm như vậy nữa. Nha nha, chúng ta đi thôi. Anh giỡn đủ chưa? Có phải anh muốn tất cả mọi người đều ghét tôi không? Mẹ anh căm ghét tôi, Tiểu Thanh căm ghét tôi, Hà Vũ Kỳ thì càng không cần nói, cô ta chỉ muốn ăn thịt tôi thôi. Lưu Quả, rốt cuộc anh muốn làm gì vậy? Việc cầu hôn mà anh cũng có thể diễn được, anh kêu tôi làm sao giải quyết đây hả? Tại sao phải giải quyết? Không cần phải làm gì cả. Anh làm gì vậy? Anh điên rồi sao? Tôi... Hai chúng ta bắt đầu từ hôm nay đừng gặp mặt nhau nữa. Tôi xin anh nói Lưu Quả, anh tha cho tôi có được không? Mau nha nha. Tôi rất cần cô. Bây giờ chỉ có cô mới có thể cứu được tôi. Dẫn tôi thoát khỏi tất cả những phiền muộn này. Cô hãy nhìn tôi đi. Mau nha nha, cô nhìn tôi đi.
Tôi muốn quên đi Hà Vũ Kỳ. Cô cũng phải quên Hướng Quy. Chúng ta đừng lãng phí thời gian của mình vào những người đó nữa. Đừng làm tình yêu của chúng ta trở nên rẻ mạt như vậy. Tôi sẽ bắt đầu yêu thương cô. Cô cũng nên yêu tôi đi. Chúng ta thử đi. Tôi đợi đáp án từ cô. Ôm nhau tình quá vậy. Trong mắt của người khác thì hai đứa đúng là trời sinh một cặp. Nhưng Hướng Quy à, ở trong mắt của tôi thì cậu không là cái thá gì hết. Cậu không xứng đôi với Đồng Hòa đâu. Anh à. Em im miệng đi. Hướng Quy, bây giờ khoan hãy nói tới mối quan hệ phức tạp rắc rối của cậu và Mao Nha Nha cùng với em gái của tôi nha. Mà sao cậu không tự mình đi soi gương đi? Cậu là cái thá gì chứ? Cậu có tư cách gì yêu đương với em gái của tôi? Cậu là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Làm gì thì cũng phải nhìn lại mình trước chứ. Nếu như cậu biết điều thì cậu nhanh chóng rời khỏi đây. Đừng ép tôi phải chửi cậu mới chịu rời khỏi đó. Anh à. Còn em nữa, thời hạn 3 ngày anh cho em đã trôi qua rồi. Nếu như em cứ tiếp tục như vậy, đừng trách anh không khách sáo với em. Anh, em nói thật cho anh biết luôn, tụi em không hề có ý định chia tay nhau đâu. Em có thai rồi. Khứ, sau này anh ấy sẽ tốt với em và có trách nhiệm với em. Nếu mọi chuyện đã trở nên như vậy rồi, Hướng Quy, cậu hãy nghe cho rõ đây. Bắt đầu từ hôm nay, nếu cậu dám làm chuyện gì có lỗi với nó thì Đồng Kiên Quốc tôi thề với trời sẽ không tha cho cậu. À,
Hướng Huy, anh đừng giận mà. Trước giờ tính của anh em là vậy, anh đừng có để trong lòng nha. Hướng Huy, lại coi kìa, đây không phải là mẹ của Lưu Quả sao? Sao lại tới nữa vậy? Chắc chắn là tới tìm Mao Nha Nha rồi. Lý Tiểu Bảo, Lý Tiểu Bảo. Đúng rồi đó. Nha Nha, cô khoan hãy tới phòng làm việc ha. Mẹ của Lưu Quả tới tìm cô. Khi nào mà tới được tôi sẽ báo với cô sau. Chủ nhiệm Lý. Dì Tiết, bây giờ dì nên ở trong nhà tĩnh dưỡng mới đúng chứ. Sao dì, tại sao lại chạy tới phòng quản lý tài sản tìm Mao Nha Nha nhà chúng tôi vậy? Chà, Mao Nha Nha nhà cậu đó hả? Mao Nha Nha có quan hệ gì với cậu vậy? Là cấp dưới của tôi đó. À, cấp dưới. Cậu có thể quản lý tốt cấp dưới của cậu, đừng để cô ta cứ suốt ngày đi quyến rũ gia chủ ở trong tiểu khu có được hay không? Ở đây sắp trở thành phòng giới thiệu hôn nhân rồi. Cậu nhìn đi, nhìn đi. Tất cả những gì ở đây mặc cái đầm này nè, có thể ngắn hơn nữa không? Gió tôi một cái tôi. Sao đi? Họ muốn quyến rũ ai hả? Nhìn vậy là vì du quan cho chúng tôi rồi đó. Đúng, là nhân viên chúng tôi mặc đồ đồng phục này rất là xinh đẹp, rất là modern, và gia chủ cũng thích nhìn mà. Còn nếu như mặc mấy bộ đồ kiểu như thời nhà Thanh á thì chỉ có gì thích thôi. Nhưng mà chúng tôi không có thích mặc đâu, phải không? Cậu nói chuyện với gia chủ như vậy hay sao hả? Xin lỗi dì, tôi nói vậy dì không thích nghe phải không? Dì bớt giận ha. Tôi nói cậu nghe, cái này gọi là sếp không làm gương đó, cậu biết không? Cậu có biết không, chúng tôi đang nuôi các người đó. Trời ơi, sao nói chúng vậy tôi được cho cơm chứ? Các người ăn đó. Đúng rồi đó hả? Tôi nói cậu biết, đợi Mau Nha Nha tới đi. Cậu kêu cô ta tìm tôi ngay. Sao mấy hôm nay cô ta không tới làm? Trốn tôi đó hả? Không có dám đâu mà, cô ấy không có dám trốn gì đâu. Nếu cô ấy tới đây, tôi lập tức kêu cô ấy tới tìm gì ngay. Không được, đợi lần sau có cuộc họp về gia chủ thì tôi nhất định phải đưa ra ý kiến thôi. Đổi mấy cái đầm ngắn này thành mấy cái đầm dài tới chân mới được. Tránh ra đi, tránh ra, tránh ra. Chủ nhiệm, chủ nhiệm. Hả, cái gì? Trời ơi, chủ nhiệm ạ. Phòng giám sát gọi điện tới nói là lại có người phát tờ rơi quảng cáo vào trong tiểu khu đó. Phát tờ rơi quảng cáo? Dạ. Đứa nào to gan vậy trời? Ai biết đâu. Kêu bảo vệ đi, ngăn cản họ lại. Đi thôi. Tàu phản rồi, tàu phản hết rồi. Anh ơi, anh cầm lấy nha. Mũi coi mắt đó, nhất định phải đi ha. Anh ơi, con cái này nè. Mũi coi mắt đó nha. Dì ơi, dì à, dì, ừ? Dì cầm lấy đi. Buổi coi mắt đó nha. Nếu nhà dì có người chưa có vợ có chồng, nhất định không được bỏ lỡ. Toàn là những người ưu tú. Ôi, thiệt đó nha. Nếu sau này tôi có nhu cầu, nhất định sẽ tìm cậu. Đây là số của cậu hả? Phải phải, dì cứ gọi số này. Được rồi. Cảm ơn nhiều. Anh ơi, anh có đối tượng chưa? Chưa có. Chưa có là tốt. Làm gì vậy? Làm gì vậy? Anh nha. Đứng lại. Làm gì vậy? Đứng lại đó. Đứng lại. Chạy cũng nhanh, không bị cãi. Đứng lại. Ê, làm gì vậy? Đợi tôi chút. Hả? Nè. Đứng lại. Mao Nha Nha, hôm nay tôi không thể chuyên tâm làm việc được vì tôi đang đợi đáp án của cô. Quên đi quá khứ, bắt đầu lại từ đầu. Để hai người thất tình cùng nhau tiến tới đi, được không?
chính quy. Vân Quy, Vân Quy, Vân Quy, Vân Quy, Vân Quy à, Vân Quy, Vân Quy, Vân Quy à, lúc nãy rõ ràng em nhìn thấy anh mà, tại sao anh phải trốn em vậy hả? Hương Quy à, mau ra gặp em đi. Hương Quy à, mấy hôm nay em có tới ký túc xá tìm anh. Họ nói là đã dọn đi khỏi đó rồi. Còn nữa, mấy hôm trước em cũng tới công ty tìm anh nữa. Họ cũng nói là anh không còn làm việc ở chỗ đó nữa. Hương Quy à, anh hãy mau chóng ra gặp em đi được không? Hương Quy à, anh đừng như vậy nữa. Em tin là anh chắc chắn có nỗi khổ riêng gì đó mà. Anh nói chuyện với em đi. Hương Quy, anh đừng như vậy nữa có được không hả? Chúng ta ở bên nhau 6 năm trời, có chuyện gì mà chúng ta chưa từng trải qua chứ? Có chuyện gì mà chúng ta không thể bình tĩnh nói chuyện với nhau sao? Hương Quy, anh ra đây đi. Chỉ cần có tình yêu thì chuyện gì cũng có thể nói ra hết mà, có đúng không Hương Quy à? Anh mau ra đi mà Hương Quy. Hương Quy, Hương Quy à, anh mau ra đây đi. Em xin anh đó, anh ra đi có được không? Hương Quy à, anh ra đây gặp em đi, em cầu xin anh đó. Hương Quy à, Đồng Quả, mình nói cậu nghe, hồi nãy mình nhìn thấy Hương Quy, mình thấy Hương Quy ở tiểu khu của mình. Mình tin chắc anh ấy không phải cố ý phản bội mình đâu. Anh ấy yêu mình mà, mình nhất định sẽ tìm lại được anh ấy. Mình nhất định sẽ tìm được anh ấy mà. Hương Quy, Nhan Nhan, anh xin lỗi, anh thật sự không muốn như vậy. Em có biết không, anh và Đồng Quả đã quen nhau rồi. Sao hôm nay anh có nhã hứng như vậy? Ngồi uống rượu nữa à? Đợi em đó. Em yêu à, hôm nay em xảy ra chuyện gì vậy? Gọi điện thoại em cũng không nghe, nhắn tin em cũng không trả lời. Không lẽ em muốn anh kêu người canh chừng em 24 tiếng đồng hồ sao? Anh có sở thích gì à? Giờ em mới biết đó. Anh có nhiều sở thích lắm. Rốt cuộc anh muốn em làm gì mới hài lòng đây? Không lẽ muốn em đi theo anh 24 tiếng luôn sao? Được đó, anh còn mừng nữa kìa. À phải rồi, không phải em muốn coi hồ sơ của Hướng Quy hay sao? Anh lấy được cho em rồi. Em có muốn coi không? Em cần hồ sơ của Hướng Quy. Đó là vì em lo cho em gái anh. Một cô gái còn trẻ như vậy mà yêu cậu ta điên cuồng luôn, lỡ như bị gạt thì phải làm sao? Rất có lý. Anh còn tưởng là em có ý đồ khác nữa. Được rồi, anh là anh của nó, chuyện này không cần em phải lo lắng đâu. Với lại em lấy thân phận gì quan tâm nó chứ, em đâu phải là chị dâu của nó. Kiên Quốc à, nếu anh đã nói như vậy thì em không còn gì để nói nữa. Giống dĩ em định là tìm hiểu thêm về người nhà của anh, tìm hiểu thêm về anh, để sau này có thể sống hòa thuận trong một mái nhà. Vậy em chỉ có thể nói xin lỗi thôi, sau này em không vậy nữa. Ê, nè nè nè, em yêu, khoan đã. Tự nhiên là giận vậy? Anh đâu có nói cái gì đâu. Ê, nè, đang nghĩ gì vậy, trời lạnh lắm đó, đắp cái khăn vô. Lưu Quả, anh tới đúng lúc lắm đó. Anh biết hồi nãy tôi nhìn thấy ai không? Tôi nhìn thấy Hướng Quy đó. Nhưng mà chớp mắt một cái thì anh mất tiêu rồi. Anh có cảm thấy có chút gì đó kỳ lạ hay không? Nếu như anh ấy thật sự phản bội tôi thì anh tới tìm tôi để làm gì? Có khi nào anh ấy có nỗi khổ riêng gì hay không? Nếu anh ấy thật sự có nỗi khổ gì đó thì phải nói cho tôi biết chứ. Anh nghĩ coi giữa hai chúng tôi có gì không thể nói với nhau được chứ, có phải không? Có phải cô bị bệnh không vậy? Tôi nói cho cô nghe, nếu như cô cứ nhắc tới Hướng Quy trước mặt tôi thì cô đừng có mà tìm tôi nữa.
Người thất tình tôi thấy rồi, nhưng mà chưa từng thấy ai như cô hết. Cô đã khóc lóc la hét sùm, còn mặc áo cưới đứng ở bên lề đường nữa. Rốt cuộc cô còn muốn làm gì nữa đây? Tôi chỉ cảm thấy kỳ lạ mà thôi. Anh nói đi, tại sao anh tới tìm tôi mà lại trốn tôi chứ? Anh ta không có mặt mũi nhìn cô. Nếu tôi là anh ta thì cũng không dám gặp cô nữa. Mà huống hồ gì có thể là anh ta không tới đây, mà chỉ là cô nhìn nhầm thôi. Hey, nè, tôi thật sự không biết phải nói cô làm sao nữa. Hai hôm trước tôi mới tỏ tình với cô. Hả? Hôm nay cô kêu tôi tới đây nói về bạn trai cũ của cô, có nghĩ tới cảm nhận của tôi không? Nói thiệt nha, chuyện xảy ra hôm đó coi như chưa từng xảy ra có được hay không? Mao Tây Lâm, không phải mẹ muốn nói con. Nhìn đi, cái căn nhà này là một mình Nha Nha đóng tiền ngân hàng đó. Ba con bị bệnh nằm bệnh viện con đi thăm được mấy lần. Con làm anh kiểu gì vậy hả? Ê, chính vì vậy, bây giờ chúng ta cho Nha Nha đi lấy chồng giàu có thì những vấn đề này đều giải quyết hết đó mẹ. Nha Nha là nữ thần nhà chúng ta mà, lại còn xinh đẹp chắc chắn không sợ lấy không được chồng, có phải không? Cho nên nhà chúng ta có giàu hay không đều nhờ vào cơ hội này hết. Mẹ nói cho con biết, nếu con còn nghĩ tới chuyện như vậy thì mẹ thật sự đánh gãy chân của con đó, con đừng tưởng bở. Chuyện của Nha Nha và Hướng Quy còn chưa giải quyết rõ ràng, con lại muốn Nha Nha lấy chồng giàu có, ở đó có mà lấy hả? Chuyện của nó và Hướng Quy còn gì để giải quyết nữa? Hướng Quy phản bội nó rồi thì hai tụi nó chia tay nhau là xong chứ gì đâu. Con nói dễ dàng quá rồi đó, chia tay là xong hả? Mẹ nói con biết không đơn giản vậy đâu. 6 năm tuổi thanh xuân của Nha Nha đã bị cậu ta chiếm lấy hết rồi còn gì nữa hả? Để mẹ rảnh rỗi mẹ đi tìm cậu ta. Không thể bỏ qua chuyện này dễ dàng như vậy. Mẹ sẽ cho cậu ta biết mẹ... tay. Mẹ phải nói cho rõ ràng. Nè mẹ, còn muốn Hướng Quy trả cho mẹ phí tổn thất tinh thần gì có phải không? Mẹ cũng thấy rồi đó, cậu ta còn tiền đâu mà cho mẹ. Nếu cậu ta thật sự chia tay với Nha Nha thì con cho tiền cậu ta cũng được. 6 năm đâu là cái gì? Nó mà quen Nha Nha cả đời mới là tổn thất lớn. Sao con không muốn em gái con sống sung sướng vậy? Con muốn em gái con sung sướng mà, con đâu có muốn nó khổ đâu mẹ. À mẹ, tiểu khu mẹ mấy đang làm việc hình như có gia chủ thích Nha Nha rồi. Nhà cũng có điều kiện lắm, có xe có nhà nữa. Có người theo đuổi Nha Nha hả? Dạ, hồi nãy con có tới chỗ làm việc của nó, nghe mấy đồng nghiệp của nó nói. Mẹ đừng có hỏi Nha Nha nha, tính tình nó kỳ cục lắm. Vậy không được, chuyện của con gái mẹ thì mẹ phải lo chứ. Con mau gọi điện thoại cho Nha Nha đi, kêu nó lập tức về nhà. Mẹ lại bắt con làm chuyện này nữa rồi. Hơi thiệt. Con làm không được hay sao? Thiệt tình lại có người theo đuổi Nha Nha rồi. Cố lên, 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 cố
Nước của anh đâu? Sao lại khác như vậy chứ? Nhiều nước như vậy uống không đủ hả? À, em sao vậy? Em ghen đó à? Mau nhà nhà cũng biết ghen tuông sao? Nè, hồi nãy anh nói gì với bọn họ vậy hả? Anh nói với họ là... Anh nói với họ là... Anh sợ em chịu không nổi. Nói thật đi. Được rồi, anh nói với họ là... Kêu họ mau đi đi, vợ của anh đang nhìn anh đó. Thấy ghét. Ai là vợ của anh chứ? Em còn phải thử thách cho chàng trai đa tình anh đó. Thử thách thì cứ thử thách chứ. Thử thách còn thoải mái hơn việc đi thi nữa đó, có đúng không vợ của anh? Vợ à? Nhỏ tiếng chút, mọi người đang nhìn kìa. Sợ cái gì chứ? Nè, nè. Hả? Nè. Ủa? Mọi người qua đây. Gì vậy? Bây giờ tôi tuyên bố một chuyện với mọi người nha. Tôi tên Hướng Quy, còn người đẹp đang đứng ở kế bên tôi tên là Mao Nhi nha. Từ nay về sau, cô ấy là vợ của tôi. Mọi người đừng ai lén phén với cô ấy nữa nha. Hả? Cô ấy chính là vợ của tôi, chứ đừng anh. Tân Huy, em tới rồi. Nhà nhà, em có biết là anh yêu em nhiều lắm không? Anh nhớ em.